khán giả đang đến với Điều Con Muốn Nói. Và đây là một chương trình được thực hiện bởi VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam. Ở chương trình này chúng ta sẽ được gặp gỡ các em bé rất là dễ thương. Các con sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện của mình. Trong rất là nhiều những câu chuyện đã được kể tại Điều Con Muốn Nói, thì chúng tôi nghĩ rằng có những câu chuyện có thể để lại những ấn tượng rất sâu sắc. Và bên cạnh đó cũng có những câu chuyện rất là ngô nghê, rất là dễ thương, đúng như lứa tuổi của các con vậy. Và dù cho các con đang ở giai đoạn nào thì cần nhất đó chính là sự sẻ chia quan tâm, là thời gian mà những bậc cha mẹ sẽ dành cho những đứa trẻ của mình. Và chúng ta hãy tự nhắc nhau rằng là dù có bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên, trẻ không có chờ để mà được lớn lên, bởi vì thời gian cứ trôi qua mỗi ngày và chúng ta cần phải làm những điều mà mình cần phải làm cho những đứa trẻ của mình, để các con thấy rằng là tuổi thơ của các con tươi đẹp như thế nào. Và ngày hôm nay cũng sẽ như vậy, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cậu bé rất là dễ thương. Và trước khi gặp gỡ em bé này thì hãy cùng chào đón một người cô, một người bạn đồng hành rất là thân thuộc tại Điều Con Muốn Nói, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi à. Trời, em chào cô. Đấy. Em chào cô. Rất là đúng luôn á. Hôm nay là đây. Cô chào em. Dạ. Ốc ơi, ốc trả, ốc trả, ốc về ngày bình thường đi ốc. Nhìn rất là 16, 17 luôn đó. Thôi dậy đi, 2021 rồi mọi người. Nhá. Chương trình cũng đã đi được một thời gian khá là dài rồi, chúng ta cũng phải đổi thay chút xíu để mà đem đến những cái điều nó mới mẻ tích cực hơn cho những khán giả của chương trình chứ. Ốc nhắc mình mới nhớ nha, đúng thật là khi mà chúng ta ngồi ở ghế này, chúng ta lắng nghe các con, tính ra đã là một cái khoảng thời gian nhiều rồi đó, rất là nhiều rồi ha. Nhưng mà cái điều thú vị nhất đó là trong một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mà mình tin rằng là những khán giả gọi là đồng hành với Điều Con Muốn Nói sẽ luôn thấy là có vẻ như chưa bao giờ họ gặp lại một cái hình ảnh nào ở một cái đứa trẻ nào khi mà đến với Điều Con Muốn Nói hết. Chính xác là như thế. Bởi vì nếu mà nói về thái cảm xúc, xúc động cũng có những cái cung bậc rất là khác nhau. Cảm xúc về sự vui vẻ hồn nhiên nó cũng ở những cái cấp bậc khác nhau. Đúng luôn rồi. Không câu chuyện nào nó giống câu chuyện nào cả. Mặc dù chúng ta vẫn hay thường nói cái câu cửa miệng là trẻ con mà, nhưng mà đâu phải là đứa trẻ nào cũng giống đứa trẻ nào đâu. Đúng. Và đặc biệt là tất cả những cái gọi là những cái tâm tư mà đến với Điều Con Muốn Nói, cái tên gọi có thể là cùng một tên gọi, cũng là một cái nỗi buồn giống nhau về tên gọi, nhưng mà cái cách buồn của từng đứa trẻ và kéo theo đó là cái cách mà các ông bố bà mẹ phải xử lý cũng như đồng hành với con mình sẽ không bao giờ giống nhau. Thậm chí là cũng là một đứa trẻ nhưng mà ở giai đoạn này chúng ta phải đối đãi khác. Đúng. Ở giai đoạn sau thì em bé đã lớn hơn rồi, lại là một cái góc nhìn khác nữa. Nói chung là cha mẹ phải linh hoạt và phải chịu đổi mới mỗi ngày đó. Quý vị có phát hiện là từ đầu giờ đến giờ là ốc luôn bị ám ảnh về một cái vấn đề, đó là làm sao để trẻ lại, hoặc là làm sao để có thể lớn, mà lớn theo cái kiểu là mình phải theo được cái độ lớn đó. Tức là mình đang có một cái cảm giác là ngày hôm nay đối với ốc, cái tâm tư thuộc về cái câu chuyện đó là thời gian sẽ trôi qua và không bao giờ quay trở lại, là một cái câu chuyện mà bạn đang bị ám ảnh hay sao á? Kể tôi điên. Đùa thôi chứ. Thực ra mình vẫn nghĩ như vậy mà. Tại vì khi mà các con lớn lên á, thì mình vẫn hay nói là nó có đợi mình lớn đâu. Đúng rồi. Có nghĩa rằng là con không có đợi để cho cha mẹ thấy rằng là nè con đang lớn lên nè, nè con đang lớn đó nha. Mà nó lớn hồi nào mình không hay luôn. Chính xác. Và đặc biệt một điều là ba mẹ thì cũng không thể trẻ mãi để có thể được đồng hành với con như hiện tại, bởi vì thời gian cũng khiến cho chúng ta già đi. Thôi thì bây giờ quay trở lại với nhân vật ngày hôm nay đi, để biết là đó là một cậu bé đã lớn hay chưa, hay đang lớn, hay là con nghĩ rằng là mình đang ở độ tuổi nào. Trước khi gặp bé thì thôi mở cái hộp này ra trước đi cô tôi nha, để xem coi ngày hôm nay dữ liệu sẽ là gì nhé. Cái hộp thần kỳ. Bật. Ủa. Trời ơi, thấy chưa? Trời, cái gì vậy? Có thấy chưa? Thấy cái miệng tôi chưa? Trời ơi, tôi sợ ốc thiệt. Có nghĩa là làm chương trình riết rồi có thần giao cách cảm, đồng bệnh tương lân hay sao á. Luôn á, thấy chưa, nãy giờ ta đã nói liên tục thời gian. Cái vật xuất hiện nó cũng liên quan đến thời gian, đó là một chiếc đồng hồ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cậu bé Ngọc Khang. Chào con, một chào chàng con. Trai. Trời ơi. Con chào cô Ốc, con chào cô Tô Nha, con chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình này. Rất lanh lợi đó cô Tô Nha. Rồi con ngồi nha. Dạ. Yeah. Ngọc Khang ơi, dạ. Có phải chiếc hộp này là nó cũng là một cái điều gì đó liên quan đến con không? Dạ có. Thế con bật mí một chút cho cô Ốc với lại cô Tô Nha biết được không? Dạ, hôm nay con sẽ kể về câu chuyện của ba con. Ồ, câu chuyện của ba con mà lại liên quan tới đồng hồ. Mà chuyện này vui hay là chuyện
chưa vui nè. Dạ, chuyện không vui. Chuyện không vui. Cô Tô Nha ơi, chuyện không có vui thì... thì thôi, một người ở lại lau nước mắt thôi. À, con sẽ ở lại với cô Ốc. Dạ. À, cô sẽ qua bên kia và sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của con với một người thân của con nữa. Rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài phút nữa nha. Tạm biệt con. Cảm ơn cô. Yeah. Dù con đã nói đây là có thể là chuyện không vui, nhưng cô vẫn mong là con sẽ không quá buồn khi chia sẻ về câu chuyện này. Dạ. Yeah. Ngọc Khang mấy tuổi nè con? Dạ, năm nay con 10 tuổi. Tuổi này thì các con đang lớn rất là nhanh và biết rất là nhiều về thế giới xung quanh rồi. Rồi bây giờ con kể cho cô nghe nè. Là bây giờ là ba không còn ở chung với con nữa. Thế ba con ở đâu? Dạ, ba con ở riêng. Ba đã ra ở riêng bao lâu rồi? Dạ, con cũng không nhớ nữa, chắc tầm 2-3 năm. 2-3 năm? Dạ. Nhưng mà con có biết tại sao ba con lại ra ở riêng không? Dạ không. Phải có lý do gì chứ ta? Trước đó con có thấy là ba mẹ con buồn nhau hay là có cãi nhau không? Dạ có. Nhiều không con? Thì nhiều. Thế con đã bao giờ hỏi mẹ hay là ba về việc này không? Dạ con có hỏi rồi. Thì câu trả lời con nhận được là gì? Là ba mẹ là không còn ở chung với nhau vì ly hôn rồi. Ngoài Khang ra thì ở nhà còn ai với hai mẹ con nữa không? À, thật sự là em với bố của Ngọc Khang á thì cũng đang trong cái giai đoạn mà ly thân với nhau rồi, cho nên là một hàng tuần thì bố đến khoảng 1-2 ngày để thăm bé. Thì còn bình thường thì chỉ có hai mẹ con thôi. Mà có đều đặn không, cái việc mà ba tới có đều đặn không? Dạ có khi một tuần đến một lần, có khi một tuần đến hai lần, và có khi có tuần cũng không đến luôn. Tại vì không biết là bận cái gì, hay là bận công việc hay là sao, hay làm ăn gì em cũng không rõ nữa. Con có anh chị em không Khang? Dạ không. Có mình con thôi hả? Dạ. Thế con ở với mẹ? Con ở với mẹ. Ba có hay gặp con không? Dạ, cứ bảy chủ nhật là con hay gặp ba. Là thường gặp ở đâu? Dạ, thường gặp mà thì ba qua nhà mẹ con để đón đi chơi. Con thấy cuộc sống của ba hiện tại như thế nào? Dạ, thấy là bình thường. Ba vẫn làm việc bình thường? Dạ. Còn mẹ con thì sao? Mẹ con thì cũng bình thường luôn. Con có thấy ba mẹ mình buồn không? Dạ có. Lúc nào con? Con nhớ nhưng mà con thấy nhiều. Con nghĩ ai buồn nhiều hơn? Chắc con nghĩ là mẹ. Tại sao con nghĩ vậy? Bởi vì mẹ chịu thiệt thòi nhiều hơn. Thế thì hiện tại là hàng ngày việc con đi học thì là mẹ đưa đón hả? Dạ. Nói chung là cô cũng hiểu được sơ sơ về cuộc sống của con hiện tại. Thì chắc là mẹ cũng chắc cũng phải xoay sở nhiều cách để mà lo cho con. Con thương mẹ nhiều không Khang? Dạ có. Con có hay nói với mẹ về điều đó không? Dạ có. Nhưng mà con thấy cuộc sống hiện tại của mình như thế nào? Con thấy như vậy mình có ổn không? Dạ ổn. Ổn tại sao con khóc? Bởi vậy con lấy lương cho mẹ. Khang có phải là một cậu bé hay khóc không mẹ? Dạ, dạ cũng, anh ấy là người sống tình cảm lắm. Giống như là kiểu giống như là ít ở gần bố, cho nên là lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ. Đó, cho nên là em biết là anh ấy sống rất là tình cảm. Và ảnh cũng có nói là thôi mẹ ơi, con bây giờ mà nếu mà có mà con được đi phim nhiều á, con cố gắng con làm tốt cái nhiệm vụ của con được giao để mình có tiền cách xê á, con phụ cho mẹ để mẹ lo đóng tiền học với lại tiền nhà cho mẹ đỡ cực. Dạ. Có nghĩa là con rất là tháo vát. Vâng. Suy nghĩ rất là tháo vát. Dạ. Mọi người mà hay nhận xét á là ảnh 10 tuổi nhưng mà giống như là cái suy nghĩ của ảnh là phải 13-14 tuổi. Có nghĩa là ổng già hơn so với mấy mẹ bạn cùng. Mẹ có vui vì cái sự già trước tuổi của con không? Có nghĩa là
nhiều khi em cũng muốn là bé cứ vô tư thoải mái đi, chứ không phải về mình suy nghĩ quá nhiều đi, đâm ra mình lại trầm tính lại. Nhưng mà đó là chỉ giống như là lâu lâu thì thấy suy nghĩ nhất thời thôi, chứ còn bình thường thì ổng cũng rất là chơi, vui chơi thoải mái và chơi với bạn rất là hòa đồng. Hèn à, con muốn điều gì vào lúc này? Con chỉ muốn là mẹ có nhiều sức khỏe để con được ở với mẹ. Con có muốn ba mẹ con giống như trước đây không? Dạ có. Con có nói ra điều đó không? Dạ con có nói. Thì phản ứng của ba mẹ con như thế nào? Mẹ kêu là mẹ cũng muốn vậy lắm nhưng mà không có được. Còn ba? Ba thì con chưa nói. Tại vì con cảm thấy khó nói hay là tại con không muốn nói? À, tại vì con thấy khó nói. Nhưng mà qua ngày hôm nay chắc có thể ba con sẽ biết được việc này. Dạ. Yeah. Thì coi như thôi, nhờ chương trình nói hộ cũng được. Dạ. Yeah. Con có muốn gặp ba nhiều hơn không? Dạ yeah, có. Có xa chỗ con không? Dạ yeah, cũng gần. Vậy tại sao không gặp được nhiều? Tại vì ba con bận. Dạ yeah. Tại vì ba con bận với lại hay làm đêm. Có phải đó là lý do con để chiếc đồng hồ vào không? Dạ yeah. Con muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh ba con hơn. Còn mẹ thì con cũng ở bên mẹ mỗi ngày mà. Dạ yeah. Đúng không? Nhưng mà con cũng lo sợ là cứ một mình mẹ như vậy á, rồi không biết sẽ như thế nào. Sợ mẹ sẽ không ổn, sợ mẹ không khỏe, sợ mẹ buồn, sợ nhiều thứ phải không con? Dạ yeah. Thực ra là Khang biết cái tình hình của ba mẹ đúng không? Dạ yeah. Ừ. Có khi nào ảnh lên tiếng về cái điều đó không? Chắc là cũng không đâu chị. Có nghĩa là anh cũng nói là thôi mẹ ơi, mẹ sống sao cho vui là được rồi. Thực ra con có một cái tâm tư là con muốn gặp ba nhiều hơn. Dạ. Con muốn được chơi với ba nhiều hơn. Cho nên dĩ nhiên là khi nghĩ cho mẹ thì con sẽ có những cái chia sẻ như vậy. Dạ. Hai mẹ con có hay tâm sự không? Dạ có, mỗi tối thường ngủ là mẹ đã hay tâm sự với con. Thế thường là sẽ nói về chuyện gì nhỉ Khang? À, nói về chuyện mà lúc nhỏ của con. Con nghĩ chắc con chỉ nhớ được như đó thôi. Cậu bé này á, có cảm giác là nếu như Vân không hỏi chắc con cũng sẽ không có tự nói ra những điều mình đang nghĩ. Có vẻ như con có khá là nhiều điều phải bận tâm, phải suy nghĩ. Chứ cái mà mình thấy ở con đó là con rất là tự tin và rất là hoạt ngôn. Tại vì khi mà vừa bước vào cái cách mà con chào hỏi mọi người là mình đã nhận thấy điều đó rồi. Tuy nhiên vì có những cái nỗi buồn nó khá là nặng so với tuổi của con, cho nên nó cũng làm cho cái sự vô tư hồn nhiên của con nó không có còn được như một em bé ở độ tuổi này nữa. Mình cũng không thể nào mà nói là ở Khang ơi con vui lên, sôi động lên được, là bởi vì mình biết rằng là con cũng có nhiều cái điều còn nặng trĩu ở trong lòng. Thời gian thì nó cứ trôi, nó không có chờ ai cả. Nhưng con rất là mong sau ngày hôm nay bằng cách nào đó thì ba con sẽ cố gắng thu xếp để mà gặp con nhiều hơn. Dạ, cũng cảm ơn cô. Và mẹ con cũng sẽ chủ động hơn trong cái việc là cho con gặp ba. Nhiều khi gia đình mình có thể không phải như trước đây hoàn toàn, nhưng cô nghĩ vẫn có thể đi chơi chung, vẫn có những cái cuộc hẹn với nhau cho con vui. Nhưng con thấy điều đó có không? Dạ có. Có không? Tức là vẫn đi chung hả? Dạ. Nhiều không? Dạ ít. Thì cũng khó để như trước đây. Bây giờ cô gặp mẹ nha, được dạ. không? Cô muốn dạ. hỏi thăm mẹ chút xíu. Chúng ta sẽ cùng gặp mẹ của bé Ngọc Khang. Nãy giờ mẹ nghe bé nói hết mà đúng không? Dạ. Cảm xúc của mình thế nào? Hiện tại thì hiện bây giờ em cũng không biết nói gì nhiều hơn nữa. Tại là giờ chỉ biết là mình cảm thấy là cảm thông và với sự chia sẻ của con rất là nhiều. Và cảm thấy là mình đôi khi là chưa có làm tốt cái công việc của mình được nhiều để mà lắng nghe cái sự chia sẻ của bé. Dạ. Nhưng mà con thì đã rất là hài lòng với sự chăm sóc của mẹ. Yeah. Được tâm sự với mẹ mỗi tối nè, hàng ngày mẹ đưa đi học nè, đón về nè, rồi đi đâu cũng có mẹ hết.
là con cảm thấy rằng là con ổn với cái cuộc sống hiện tại, dù nó không có được vui như con muốn, nhưng mà con không, cũng không có muốn thay đổi điều đó với mẹ. Tức là con chỉ cần như vậy thôi, cần mẹ khỏe thôi, cần mẹ vui thôi là được rồi. Thực ra chúng ta vẫn hay nói chuyện phiếm với nhau, vẫn hay nói là trẻ con thường thì các bạn còn ngây thơ và các bạn không biết gì. Nhưng mà thực ra có rất nhiều những cái trường hợp mà ngày hôm nay Ngọc Khang cũng là một trong những cái trường hợp như vậy. Đó là trong cái việc mà các con đưa ra mong cầu á, các con không đòi gì. Và thậm chí là khi đưa ra mong cầu thì các con cũng không có sử dụng cái mong cầu đó để trách móc người lớn của cái gì hết. Chỉ đơn giản đó là con muốn được gặp ba nhiều hơn, con muốn mẹ khỏe, con muốn hai mẹ con được nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ muốn vậy thôi, nhưng mà vẫn là không buồn ba mẹ, không trách ba mẹ, hiểu là ba mẹ có công việc của mình. Thực ra đôi khi chúng ta sẽ phải học những đứa trẻ rất nhiều. Mình xin lỗi, tại vì thực ra mình cũng không có muốn hỏi sâu hơn, vì mình hiểu đây là chuyện cá nhân đó, nhưng mình không biết rằng liệu cái cuộc sống hiện tại này nó có thể thay đổi được không mẹ, theo một hướng tích cực hơn. Chứ chỉ có hai mẹ con đó, cũng buồn thật. Đúng không? Có bao giờ con nói với ba điều đó không? Có bao giờ con nói luôn với ba, con nói ba qua chơi con vui lắm á, lần sau ba qua nhiều hơn, ba ở lâu lâu hơn, thì có khi nào con trực tiếp nói với ba con điều đó chưa? Dạ chưa. Con có muốn nói không? Dạ có. Tại vì cô nghĩ là cái người rất là cần được nghe cái điều đó trực tiếp vẫn là ba con. Giờ sau chương trình này về rồi nhắn tin, gọi điện hay bằng cái cách nào đó mình nói với ba được không? Dám nói không? Dạ dám. Hay giờ mình nói luôn trên sóng đi được không? Dạ được. Là con chỉ muốn là ba có dành nhiều thời gian hơn cho con thôi. Giờ con muốn mỗi lần ba qua chơi con, ba chơi bao lâu? Dạ chơi bao lâu cũng được. Bao lâu cũng được. Bao lâu ba qua một lần? Dạ càng nhiều càng tốt. Một tuần chỉ có cuối tuần thì được không? Đủ không? Dạ đủ. Thêm nữa thì tốt hơn phải không con? Dạ. Mẹ bố rảnh thì sáng mà bố chở con đi học, thì chiều bố đón con về dẫn con đi ăn, đúng không? Dạ. Thực ra thì với cái câu chuyện ngày hôm nay, Ốc, tất cả chúng ta ở đây đều không thể giải quyết được. Chúng ta chỉ có thể nghe những gì mà bé Khang nói thôi. Nhưng mà có một cái điều trong cái câu chuyện ngày hôm nay, mình nghĩ rằng là tất cả những vị phụ huynh, tất cả chúng ta ở vai trò làm cha mẹ sẽ phải rất cảnh giác với một điều. Là thực ra con trẻ sẽ luôn nói những điều rất là ngây thơ, nhưng những gì con nghĩ đôi khi nó sẽ không ngây thơ như chúng ta tưởng. Và điều đó nó đòi hỏi như ông bố bà mẹ phải nhìn rộng hơn và sâu hơn rất là nhiều, để mình có thể hiểu rằng là thực tế thì con đang phải đối diện với những cái tâm tư như thế nào. Con đã bộc bạch với mẹ là sao cũng được mẹ ơi, mẹ vui là được. Và có thể chúng ta nghĩ rằng con mình nó nghĩ chuyện này bình thường. Nhưng mà thực ra mỗi đứa trẻ sẽ lớn lên mỗi ngày, và các con sẽ hiểu được một cách rất là sâu về cái chuyện là điều gì đang diễn ra. Và có những cái nỗi buồn mà lúc đó thì chỉ có con mới là cái người cảm nghiệm được thôi. Và chúng ta đôi khi có thể vì vô tâm mà cho rằng là con vẫn đang hồn nhiên, nhưng thực ra đứa trẻ nó không hồn nhiên như chúng ta nghĩ. Và thật sự là cũng không hồn nhiên nổi rồi đây nè. Cô Ốc rất là muốn hỏi con về những niềm vui khác, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ nghe con trả lời là con cũng không có quá quan tâm đến những thứ khác. Là mẹ là cả cuộc đời con, mẹ là tất cả của con, và nó chi phối mọi cái cảm xúc của bé. Thấy thương con. Tại vì khi con ngồi đây nói chuyện, cô không có cảm giác con là một đứa trẻ 10 tuổi. Cô cảm giác giống như con là một người thanh niên á. Đúng rồi. Thực ra trong cái bối cảnh cuộc sống này thì mình nghĩ rằng là nếu như với tâm tư quan trọng nhất mà con nghĩ là mẹ cứ khỏe là được, thì anh sẽ rất tháo vát. Anh sẽ rất tháo vát với cái việc là tự nhận lấy trách nhiệm của một chàng trai bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Thôi thì cứ với tinh thần như vậy con nha, cô rất là ủng hộ. Cô rất ủng hộ cái việc mà bé Khang biết thương mẹ nè, rồi nhìn thấy là mình quan trọng với mẹ như thế nào nè. Nhưng mà mẹ khỏe thì Khang cũng phải khỏe nữa. Yeah. Ừ, con cũng phải khỏe thì con mới đi học được đều đặn, và con mới bảo vệ được cho mẹ của con. Cô thì cô rất là hy vọng là sau cái câu chuyện ngày hôm nay thì ba con sẽ nghe được những cái gì mà con nhắn gửi cho ba, và hai cha con sẽ có những cái khoảng thời gian với nhau nhiều hơn so với quá khứ. Cũng chỉ mong là mẹ có nhiều sức khỏe. Và biết là mọi thứ nó cũng đã như vậy rồi, hiện tại nó chưa khác được, nhưng mà mình cũng có thể tạo ra những cái không gian mới, những cái hoạt động mới cho con nó có thêm nhiều niềm vui. Vâng. Thôi em cảm ơn cô và chị ở đây ạ. Đã cho hai mẹ con em có cái cơ hội để mà trải cái lòng mình với chương trình ạ.
chúc hai mẹ con luôn hạnh phúc bên nhau. Dạ. Con cảm ơn thầy cô. Câu chuyện ngày hôm nay phải khép lại như vậy thôi. Chúng tôi muốn làm thêm nhiều thứ khác, nhưng cái điều duy nhất mà chúng ta có thể nói được với cậu bé này đó là chỉ mong con có nhiều niềm vui bên mẹ và có thêm nhiều thời gian bên ba của mình, và phải cố lên. Thực ra thì đây không phải là một cái nghịch cảnh tới mức để mà mình nhìn vào nó và mình thấy nó quá buồn bã hay bi đát, nhưng mà chúng ta cũng cảm thông cho cảm xúc của những đứa trẻ, bởi vì dẫu sao thì các con luôn cần có cha có mẹ ở bên cạnh. Vì vậy, nếu như mà vì một điều gì đó mà chúng ta buộc phải thay đổi cái cuộc sống vốn là mong ước của chính chúng ta và của các con của chúng ta, thì chúng ta sẽ bù đắp cho con bằng một cách khác. Và quan trọng nhất đó vẫn là tình yêu thương, là thời gian mà chúng ta dành cho con của mình, để gia đình mình có thể là không ở cạnh nhau như trước thì vẫn là sự kết nối, và cũng không có gì thay thế được tình cảm của những người ruột thịt với nhau. Một lần nữa xin được cảm ơn hai mẹ con bé Ngọc Khang đã đến với Điều Con Muốn Nói. Cảm ơn Tonya đã cùng chia sẻ những cảm xúc này. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem Điều Con Muốn Nói. Các bé ơi, nếu như các con có những tâm sự thì hãy gửi thư về cho cô Ốc được đọc nha, và được gặp gỡ các con. Chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.